về nhà đi con, bật cười trước ca, hạt sạn, ngoài tầm kiểm soát. Về nhà đi con, đang đi đến những tập cuối cùng. Bên cạnh những người nôn nóng muốn biết về cái kết của phim thì cũng có không ít người tỏ ra tiếc nuối vì phim kết thúc. Có thể nói, trong lịch sử phim truyền hình, chưa bao giờ có một bộ phim nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả đến vậy. Từ kịch bản, dàn dựng, diễn xuất, bối cảnh và thông điệp nhân văn mà bộ phim mang tới. Tuy nhiên, có một điều mà rất ít người nói tới đó là dù kéo dài đến 85 tập nhưng bộ phim rất ít lỗi. Các lỗi bị thánh soi chỉ ra là những lỗi nho nhỏ, không ảnh hưởng đến diễn biến của phim. Sau gần 30 tập phim, nhiều người ngỡ ngàng phát hiện ra ba chị em Thu Huệ, Thu Quỳnh, Anh Thư, Bảo Thanh và Anh Dương, Bảo Hân mang họ hoàn toàn khác nhau dù cùng bố cùng mẹ. Huệ thì mang họ Hoàng, Anh Thư thì là người nhà họ Nguyễn, cô em út lại là họ Dương. Cụ thể, trong bức ảnh siêu âm thai kỳ của Huệ, khán giả phát hiện ra họ tên đầy đủ của cô chị cả trong nhà là Hoàng Thu Huệ. Lạ một điều là ở tập 12 của bộ phim, màn hình trang cá nhân của cô em thứ hai được đưa vào khung ảnh của máy quay lại hiện ra là Thư Nguyễn. Đồng thời, theo một số khán giả, trang cá nhân của Dương cũng từng được nhắc tới trong phim với cái tên là Dương Bùi. Vậy có nghĩa là ba chị em cùng một nhà nhưng lại mang ba họ khác nhau. Một chi tiết khác khiến nhiều người cảm thấy thú vị đó là việc Vũ Quốc Trường đưa thẻ ATM cho Thư sắm đồ trong tập 35 đã làm lộ toàn bộ số dư tài khoản ngân hàng ngoài đời thực của nam diễn viên Quốc Trường. Theo đó, hàng loạt tin nhắn trừ tiền trong tài khoản ngân hàng được gửi về điện thoại của Vũ đã bị cư dân mạng soi ra tài khoản này có số dư ở thời điểm đó là gần 500 triệu. Để kiểm chứng xem đây có phải là tài khoản của Quốc Trường, nhiều người đã chuyển khoản một số tiền nho nhỏ để mời Quốc Trường cà phê và việc giao dịch này diễn ra thành công. Điều này càng khiến người ta tin chắc Quốc Trường là một đại gia thứ thiệt. Trong tập 49, hình ảnh ông Sơn bị muỗi đốt ở vành tai vẫn không nhận ra khiến nhiều người thích thú. Hình ảnh cho thấy sự diễn xuất hết sức tập trung của NST Trung Anh khi vào vai diễn ông Sơn dù con muỗi bám có vẻ khá lâu. Ngay giờ đăng tải, hình ảnh đã nhận được rất nhiều lượt thích, chia sẻ và cả bình luận. Đa số các cư dân mạng đều không ngần ngại phong hẳn cho chủ nhân của bức hình trên là Thánh Soi. Bên cạnh đó nhiều người còn tinh tế hơn khi thể hiện sự xót xa cho nhân vật bố Sơn, chắc là bố đã rất khó chịu nhưng vẫn phải diễn trọn vai. Nghệ sĩ ưu tú Trung Anh thừa nhận, đúng là đoạn đó vì anh quá tập trung cho cảnh quay nên không có cảm giác ngứa và vì thế mà không phát hiện có muỗi đang đốt ở vành tai. Anh cũng cảm thấy khá thú vị khi đọc những bình luận của khán giả trêu chọc ông Sơn ở hình ảnh này. Ở tập 69 mới đây, khán giả lại tiếp tục bật cười khi phát hiện một chi tiết khá thú vị. Đó là sau khi tận mắt chứng kiến cậu con rể Vũ bỏ sinh nhật vợ để đến chăm sóc đối tác nhá, ông Sơn đã rất buồn. Ông trở về nhà làm ra vẻ bình thường và cùng ba cô con gái ăn bữa cơm ấm cùng mừng sinh nhật Thư. Trước khi rời bàn ăn, ông Sơn quay qua nhìn Thư đầy thương cảm rồi ôm lấy gương mặt cô con gái rượu thay cho lời động viên. Đây vốn dĩ là phân cảnh lấy nước mắt của người xem nhưng nhiều người lại phát hiện ra trước khi ông Sơn ôm má Thư vẫn đeo đôi khuyên tai đính đá nhưng chỉ một thoáng chớp mắt. Khi ông Sơn vừa bỏ tay ra thì món trang sức này cũng không cánh mà bay. Rất nhiều lời giải thích hài hước được dân mạng đưa ra, nựng cái mất luôn khuyên tai, anh gọi nó là bí thuật. Bố vay nóng cái hoa tai đi tặng cô Hạnh Phát, giờ mới biết lương bổng còn là ảo thuật ra. Vừa xem lại phim, công nhận bố Sơn nhanh tay thật. Bảo Thanh chia sẻ, thật ra cảnh này cô có biết chuyện mình bị rơi bông tai do lúc trang điểm cài chưa chặt. Tuy nhiên, do đang dồn cảm xúc cho cảnh quay nên không thể dừng lại cúi người xuống nhặt lên được. Cảnh quay đó lại đang cần phải diễn nội tâm và không thể quay đi quay lại nhiều lần nên cô cứ để mặc thế. Hà Tùng Long, bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận được nhiều thông tin mới nhất.